mô hình trang trại chăn nuôi giòn trồn rúi tại Bình Thủy, Cần Thơ. Như bà con đều biết từ lâu, thành phố Cần Thơ được xem là thủ phủ miền Tây, nơi đồ hội nhất vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long và trải dài 65 km bên bờ sông Mekong huyền thoại. Ngày nay, Cần Thơ là đô thị trẻ mang đậm nét văn hóa phương Nam, thu hút rất nhiều khách du lịch tới vùng này. Nắm được những ưu điểm về địa thế của Cần Thơ, anh Bùi Sĩ Sinh đã mở ra cho mình những trang trại tiếp theo về chăn nuôi động vật hoang dã tại nơi đây để phục vụ nhu cầu chăn nuôi ẩm thực và đặc biệt là thị hiếu của du khách. Sau nhiều năm chăn nuôi, anh cũng nhận thấy bà con nơi đây và các vùng lân cận cũng muốn chuyển đổi vật nuôi, nâng cao thu nhập. Để bà con hiểu thêm về cách chăn nuôi các loài động vật hoang dã này thì chúng ta cùng nhau tham quan và nghe chia sẻ từ anh. Tôi xin chào quý bà con. Tôi tên là Dinh, là chủ của một chuỗi trang trại nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con đến cái mô hình chăn nuôi con trồn mốc và con trồn hương và con giòn, con rúi mốc đại Trung Quốc và rúi ma đảo Thái Lan. Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý bà con cái phân trại nuôi trồn mốc và trồn hương của tôi có địa chỉ tại Cần Thơ. Trong những loài mà anh đang chăn nuôi thì con trồn và con giòn là hai loài vật mang lại lợi nhuận cao nhất cho trang trại. Do chúng dễ nuôi, ít công chăm sóc, nguồn thức ăn đơn giản, sẵn có và đặc biệt là thị trường tiêu thụ rất lớn. Trang trại của anh cũng nhận bao tiêu đầu ra cho các trang trại liên kết khi đã chăn nuôi được thành phẩm. Nếu như bà con muốn học hỏi về cách chăn nuôi của anh thì hãy liên hệ cho anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đối với chăn nuôi con trồn thì bà con cần phải tạo được môi trường sống tốt, chắc chắn, không để ảnh hưởng từ các loài vật nuôi khác đến trồn. Chính vì vậy, đây là kiểu chuồng mà anh Dinh đã xây dựng lên. Theo anh, đây là kiểu chuồng phù hợp và an toàn nhất cho trồn khi chăn nuôi tại hộ gia đình. Chăn nuôi con này thì mình có thể làm được hai mẫu chuồng. Ví dụ như mẫu chuồng như ở trang trại tôi đây là tôi đang xây bằng gạch. Thì mình có thể mình xây các cái vách ngăn này của nó bằng gạch này. Đấy. Và bà con có thể là xây ba mặt bằng gạch. Như mẫu chuồng của chúng tôi đây thì làm cái trên này là mình có thể là mình làm cái lưới ô vuông 50-50 đấy, thì mình làm cả để mình giải bên trên nóc của nó. Thế còn cái mặt đằng trước này thì bà con có thể là làm theo cái mẫu chuồng như của bên tôi là chiều cao này là 90 phân và chiều này là 1m2 đấy, thì bà con làm cho tôi một cái cửa là 40 phân như này, để cửa để mình mở ra mở vào như này. Đấy, để mình bắt thả con giống. Thì cái mẫu chuồng này thì có thể là mình chăn nuôi mẫu chuồng này để cho con trồn của mình nó khi mà nó bắt đầu nó vào nó sinh sản thì nó nuôi con nó được thuận tiện. Nhưng cái mẫu chuồng bây giờ là tôi cảm thấy cái mẫu chuồng của trang trại tôi đang làm như bây giờ là tôi thấy nó phù hợp, nó hợp lý nhất. Và cũng có hai cách làm chuồng, ví dụ là cách làm chuồng đầu tiên thì nó như này. Thế còn một cách làm chuồng thứ hai thì bà con cũng có thể là mình làm tất cả là bằng sắt hết. Thì bà con cũng có thể là xây hàn lên cho tôi là một chiều, ví dụ như là 2m và một chiều 1m thì bà con có thể là chia ra cho tôi làm 3 ngăn. Đó thì là diện tích của nhà bà con nếu mà nó hẹp thì mình có thể mình làm như thế để cho nó đỡ tốn diện tích. Thế còn diện tích của nhà mình mà có thể làm được rộng như thế này thì là bà con nên làm như thế này cho tôi. Thì để mình chăn nuôi nó cho khi mà nó vào nó đẻ và nó nuôi con nó đi lại nó được tốt hơn. Ưu điểm của cái mẫu chuồng mà xây bằng gạch như này thì một là khi mà con giống của mình nó đi nó không bị rùng rỉnh cái chuồng. Và hai nữa là nó kín đáo hơn, nó chống tiếng ồn hơn. Đấy, thì mình có diện tích để mình xây được cái chuồng, làm được cái chuồng theo mẫu như này thì là nó là tối ưu nhất. Anh cho biết thêm, lý do mà anh lựa chọn chăn nuôi trồn và giòn cùng nhau là vì cùng một kiểu chuồng như vậy, anh có thể chăn nuôi được hai loài mà không cần sửa đổi gì. Nguồn thức ăn của trồn, giòn phần lớn là giống nhau nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí thức ăn. Mỗi con chỉ tốn từ 2.000
đến 2.500 đồng một ngày, mà hiệu quả kinh tế nó đem lại từ 40 đến 60 triệu đồng tùy từng lứa tuổi và phẩm chất của từng con. Là lý do mà trang trại tôi nuôi chủ lực và cái con chồn và con giòn. Cái lý do là nó chăn nuôi con này thì để chi phí cái nguồn thức ăn gần như là nó rất là thấp, mà cái nguồn thức ăn này thì hầu như là ở các cái địa phương mình hầu như nhà nào cũng có mảnh vườn, rồi là thửa ruộng có thể là mình trồng cấy được cái rau củ quả hoặc hoa quả để mình chăn nuôi vào cái con giòn và con chồn này, và cái lợi nhuận của nó đem lại cho mình thì cũng rất là cao. Thế cho nên là trang trại tôi đang nuôi chủ lực là về con chồn và con giòn. Thì cái lý do tại sao mà nó đem lại cho mình cái hiệu quả cao như thế, thì khi mà mình chăn nuôi nó thì cái công để mình chăn nuôi nó rất là thấp. Hầu như là bà con không phải mất quá nhiều về cái phần công chăn nuôi, rồi cộng cái phần thức ăn thì mỗi một con, ví dụ như con giòn hoặc con chồn như trang trại tôi bây giờ đang nuôi nó, thì chỉ chi phí vào cho một đầu con nó chỉ rơi vào tầm 2.000 đến 2.500 trên một đầu con một ngày. Mà cái hiệu quả của nó đem lại thì ví dụ như là một con mẹ chồn thì nó cũng đem lại cái lợi nhuận cho trang trại tôi là từ 60 đến 65 triệu trên một đầu con mẹ. Và con giòn thì cũng thế, con giòn thì nó cũng đem lại cho trang trại tôi là từ 45 đến 50 triệu đồng trên một con mẹ mà mình đã trừ chi phí hết đi rồi. Nguồn thức ăn của con chồn, ví dụ như là nó ăn, có thể nó ăn chuối này, về hoa quả ngọt thì nó ăn chuối, thanh long, đu đủ và dưa hấu, mít đó. Và con giòn thì nó cũng có thể nó ăn được tất cả các loại hoa quả như tôi nói trên, và nó ăn hơn con chồn một chút là nó ăn về rau củ quả, ví dụ như su hào, bắp cải, củ khoai, củ sắn, quả bí ngô. Cái nguồn thức ăn của con giòn thì nó đa dạng hơn. Còn cái nguồn thức ăn của con chồn thì là con chuối. Cứ chuối này, nếu bà con mà ở trại mình mà có chuối, mình ở nhà mình có thể mình trồng được nhiều chuối để mình cho nó ăn. Cái nguồn thức ăn chuối của con chồn này nó rất là thích ăn. Đấy, thì bà con là mà nó lại cũng là rẻ, cái chuối này cái nguồn thức ăn nó rất là rẻ. Thì bà con là mình chăn nuôi nó thì mình có thể mình trồng chuối ở trong cái vườn nhà mình, hoặc là ví dụ như là cây dưa hấu hoặc là thanh long thì ở các cái địa phương mình cũng rất là rẻ, mình mua về mình cho nó ăn thì hầu như là cái nguồn thức ăn của nó cũng rất là hết ít tiền. Đây là khu vực chăn nuôi giòn của trang trại anh Dinh. Như tính toán của anh thì mỗi con giòn mẹ sinh sản tốt sẽ cho hiệu quả kinh tế từ 45 đến 50 triệu đồng. Với giá bao tiêu của anh đối với các trang trại liên kết đang từ 1,7 đến 1,8 triệu đồng trên 1 kg thương phẩm. Để được kiểm chứng về mô hình chăn nuôi và tận mắt thấy được cách làm của trang trại anh Dinh thì bà con hãy đến với trang trại của anh có địa chỉ tại Bình Thủy, Cần Thơ và liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Xin giới thiệu bà con, đây là cái mô hình nuôi giòn của trang trại tôi và cũng là cái mũi nhọn nó đem lại kinh tế cao nhất cho trang trại tôi. Tôi cũng xin giới thiệu với bà con và cũng chia sẻ với bà con là cái lợi nhuận của cái con giòn này nó mình chăn nuôi nó và nó đem lại cho mình như thế nào. Thì một con giòn này thì là một năm của nó là sinh sản là 2 lứa. Ví dụ như bố mẹ là trang trại tôi là đã phải lựa chọn là từ đẻ từ 3 con giờ lên rồi. Thì mỗi một năm là 2 lứa, mỗi một lứa là 3 con. Đấy, thế cho nên là một năm là được 6 con mà mình nuôi 11 đến 12 tháng nó sẽ đạt được là từ 5 cho đến 6 cân. Thì 6 cân đó thì tôi chỉ lấy có 5 cân thôi. 6, 5, 30 nó đã được 30 cân thương phẩm, mà bây giờ trang trại tôi là đang bao tiêu là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8 trên 1 kg. Thì 30 cân mà nhân với 1 triệu 7, 37, 21 là được 51 triệu trừ hết chi phí ăn uống cho một con giòn mẹ nó đẻ ra thì trang trại tôi cũng
nó đem lại là lợi nhuận cho trang trại tôi là từ 45 đến 50 triệu đồng trên một con mẹ. Thế nên là trang trại tôi là đang nuôi rất nhiều cái con giòn này để nó là cái mũi nhọn chủ lực kinh tế cho trang trại tôi. Đối với bà con mới bắt tay vào chăn nuôi thì vẫn đang bông lung không biết bắt đầu từ đâu, thì Nông Lâm .net cũng khuyên bà con cần phải tìm hiểu thật cặn kẽ từ nhiều trang trại khác nhau trước khi bắt tay vào chăn nuôi. Và tại trang trại của anh Dinh cũng là nơi hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi cho bà con khi mới bắt tay vào nghề, và anh cũng bao tiêu đầu ra để bà con yên tâm chăn nuôi chồn và con giòn. Cũng thưa bà con là với tất cả các cái con động vật hoang dã ở trang trại tôi nuôi, ví dụ như con chồn hương, chồn mốc và giòn và dúi bốc đại Trung Quốc và dúi ma đào Thái Lan, thì bên trang trại tôi có những cái chế độ bao tiêu cho bà con khi bà con mua con giống về để bà con chăn nuôi, khi mà bà con có cái nguồn thực phẩm để cấp ra ngoài thị trường, thì bên trang trại tôi là bao tiêu toàn bộ cho bà con, cứ ký hợp đồng với bà con là 5 năm một, và giấy tờ để cho bà con chăn nuôi làm sao cho nó hợp lệ thì bên trang trại tôi hỗ trợ toàn bộ về cái phần giấy tờ để cho bà con yên tâm về mình đăng ký mình chăn nuôi cái con động vật ở trang trại tôi.